Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con tạ ơn Chúa vì Chúa Nhật mới này. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Hạt giống tốt nhất là hạt giống lương thiện. Hôm nay, vào ngày thế giới dành cho ông bà và người cao tuổi, con sẽ chăm sóc những người đi trước con trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của cuộc đời trên con đường nên thánh của mình. Vào đêm trước ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 với Đức Giáo Hoàng Francisco cùng mẹ Maria, con cầu nguyện và dâng hết thảy công việc ngày hôm nay cho đại hội lần này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con lắng nghe Đức Giáo Hoàng Francisco suy niệm bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa biết cách chờ đợi. Chúa nhìn vào tâm hồn, cuộc đời của mỗi người với lòng kiên nhẫn và thương xót. Chúa nhìn thấy rất nhiều điều xấu xa hơn chúng ta thấy. Nhưng Ngài cũng nhìn thấy những hạt giống sự lương thiện và tin tưởng chờ đợi chúng trưởng thành. Thật đẹp làm sao! Thiên Chúa của chúng ta là người Cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi đoàn con. Cảm ơn Cha đã luôn sẵn sàng chờ đợi, đón nhận và tha thứ cho chúng con. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Chúa, trái tim con đang cần được tình yêu lấp đầy. Xin Chúa ôm ấp con trong vòng tay của Chúa đêm nay. Vì Chúa là nơi con tựa nương. Hôm nay, Chúa nói với con rằng Chúa biết cách kiên nhẫn chờ đợi và Chúa đã mời gọi con làm điều tương tự. Liệu con có thể chờ đợi anh chị em con được chăng? Kiên nhẫn là chìa khóa giúp con làm được điều đó. Con có sống và tin tưởng vào điều đó không? Con nguyện xin những rắc rối của con không làm hại người khác, không khiến con lo lắng, và rằng con học cách cho mọi thứ thời gian. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn chưa học được điều ấy. Xin Chúa cho con thêm một cơ hội vào ngày mai để chờ đợi vạn vật chín mùi trong yêu thương và không vội vàng xét đón. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà vốn phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.